Xin chào các bạn, trong video hôm nay iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện hàm điều kiện if cơ bản. Thì hàm if sẽ có cấu trúc như sau: bằng if mở ngoặc logical text chấm phẩy value if true chấm phẩy value if false đóng ngoặc lại. Trong đó logical text là điều kiện, value if true là giá trị trả về nếu thỏa điều kiện, và value if false là giá trị trả về nếu không thỏa điều kiện. Để sử dụng hàm if thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Bước 1 thì ta sẽ xác định điều kiện ở ví dụ này. Thì ở đây điều kiện là điểm số từ 7 trở lên, có nghĩa là lớn hơn bằng 7 thì đạt, còn ngược lại thì sẽ là không đạt. Bước 2 thì ta sẽ sử dụng hàm if. Và ta sẽ nhập là bằng if mở ngoặc C2 lớn hơn bằng 7, phẩy đạt, phẩy không đạt. Để trong dấu ngoặc kép và đóng ngoặc lại. Thì C2 lớn hơn bằng 7, ta sẽ kiểm tra xem ô C2 điểm số có lớn hơn hoặc bằng 7 hay không. Còn từ đạt là kết quả sẽ trả về khi ô C2 lớn hơn hoặc bằng 7. Không đạt là kết quả sẽ trả về khi ô C2 nhỏ hơn 7. Lưu ý là khi kết quả trả về là dạng chữ thì bạn cần thêm dấu ngoặc kép như trong công thức ở trên. Sau khi nhập xong thì các bạn sẽ nhấn Enter để cho ra kết quả dựa trên điều kiện đã nhập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.